Lần này, chuyên gia chết đói gặp phải một số khó khăn và đi nửa đường gặp phải một quả mìn khiến anh chọc dựng cả tóc gáy. Ở địa hình hiểm trở như vậy, ăn buffet châu chấu, rết nướng than, ai không biết cứ tưởng đại ca đầu chọc đang đi nghỉ ở nơi hoang dã. Dãy núi Phu Luông ở Lào có địa hình dốc và trải qua hàng chục năm chiến tranh khiến nơi đây càng trở nên nguy hiểm hơn. Ad lên một chiếc trực thăng và nhanh chóng đến điểm xuất phát. Khi chiếc trực thăng đi mất, thử thách của Ad chính thức bắt đầu. Mục tiêu của anh ấy lần này là đi đến ngôi làng cách đó 30 km về phía nam trong 10 ngày. Không có thức ăn, thiết bị sinh tồn hay thậm chí là tóc. Công cụ duy nhất chỉ là thiết bị quay phim. Anh ấy muốn thử thách giới hạn sinh tồn của con người tại đây. Nhìn ánh mặt trời để xác định phương hướng và vác hành lý bắt đầu cuộc hành trình. Mới đi được vài bước, con đường phía trước đã bị một bức tường đá dựng đứng chắn ngang. Đối mặt với một khởi đầu tồi tệ, anh ấy phải tìm hướng đi khác. Không ngờ vận đen không chỉ có thế, mà mới đi về phía đông mấy chục mét đã bị mấy bụi gai dày đặc vây quanh. Bất đắc dĩ, Ad không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại và khởi hành về phía tây. Anh ấy đã đi như vậy trong 4 giờ đồng hồ, cái nóng ngột ngạt trong rừng khiến anh ấy khát nước, thiếu nước kéo dài cũng có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, có thể dẫn đến say nắng. Khi anh tiếp tục đi về phía trước, mình nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Ad, anh chàng may mắn, đó là dòng nước ngọt mà anh mong đợi đã lâu. Không chần chờ gì nữa, anh nằm ngay xuống và uống lấy uống để, nhân tiện làm mát luôn cái đầu. Nhìn con sông rộng hơn chục mét, anh bắt đầu suy nghĩ về nó. Trong rừng rậm, con sông chính là đường cao tốc và anh tin rằng sẽ dễ dàng vượt qua thử thách. Ngay khi anh ấy lên kế hoạch cho cuộc hành trình, bỗng nhiên gió mát từ bốn phương thổi tới, phía xa có rất nhiều mây đen kéo đến. Sắp có một cơn bão, chiếc bè sẽ không thể di chuyển được nữa. Ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn để tránh khỏi mưa gió. Tình cờ Ad phát hiện ra một hang động, và ngay giây tiếp theo một cơn mưa lớn đổ xuống, kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến anh sợ hãi đến mức cả đêm không thể nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khu rừng trở lại yên tĩnh và thanh bình, lợi dụng thời tiết tốt, Ad vội vàng thu thập mấy khúc gỗ gần đó, chỉ cần ghép chúng lại với nhau sẽ thành một chiếc bè, dây thường được thay trực tiếp bằng dây mây, sau đó buộc thật chắc chắn, phải mất 4 giờ đồng hồ để hoàn thành nó. Với tất cả đồ đạc của mình, Ad đẩy chiếc bè và lên đường, bởi vì anh không giỏi bơi lội, nên lúc đầu anh thực sự đã toát mồ hôi lạnh. May mắn thay, chiếc bè nổi và không gặp nguy hiểm gì, cứ tưởng có thể đẩy nhanh tiến độ nhưng không ngờ tốc độ còn chậm hơn cả ốc sên. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn so với vách đá dựng đứng. Hai ngày không có thức ăn và làm một chiếc bè đã khiến anh ấy kiệt sức. Đi được nửa đường, Ad đã phát hiện một cây sung. Anh ấy dừng lại ngay, dùng xào che đập mấy quả sung xuống đất. Chịu đói chịu rét hai ngày, cuối cùng cũng được một bữa no nê, nhặt một quả lên và nếm thử. Vị chua chua ngọt ngọt, mềm thơm, ngon đến mức không thể không giơ ngón tay cái. Trong nháy mắt, trên mặt sông có một trận cuồng phong thổi tới. Lo lắng về việc bị ướt, Ad không vội đi tiếp. Dù sao lên bờ tìm một chỗ thích hợp cắm trại cũng không tồi. Cái rễ cây cổ thụ trăm năm tuổi bên trong khô ráo và sáng sủa là một nơi ở rất tốt. Khi trời vẫn còn sớm, anh ấy đã lên kế hoạch để đốt một ngọn lửa dữ dội, thu thập một vài cây tre khô và sau vài lần nhịp nhàng trà sát điên cuồng, cuối cùng ngọn lửa cũng đã xuất hiện. Lắng nghe âm thanh chói tai của côn trùng xung quanh, Ad nóng lòng muốn bắt vài con châu chấu. Khi máy quay sang, một con châu chấu bị bắt ngay tại chỗ. Đang tính đem chiên hoặc nướng, thì nó dùng hết sức lực, cố gắng thoát khỏi với cái giá là bỏ đi một chân. Mấy giây sau, tìm kiếm xung quanh lại bắt được một con, không nói một lời liền ném ngay vào miệng. Rất giòn, đậm đà hơn thịt bò gấp mấy chục lần. Đến cả con bướm xinh xắn cũng không ngoại lệ, nhấm nháp một cách thèm thuồng. Nhìn xuống đất lại phát hiện hai con cuốn chiếu đang quan hệ lén lút. Anh liền giúp chúng nó tắm một phát trong biển lửa, đến khi chết chúng vẫn còn ôm lấy nhau, cắn ngay vào đó, thịt ngon và mềm mịn tràn đầy miệng. Ad mang đến một khoảnh khắc thưởng thức thực phẩm tuyệt vời giữa vùng đất hoang sơ. Ngày hôm sau anh tiếp tục khởi hành trên chiếc bè. Sau 3 ngày, Ad cuối cùng cũng nhìn thấy nơi có thể trèo qua núi, và mục tiêu là khoảng trống không xa phía trước, liền trèo vào bờ bằng hết sức lực của mình. Sau khi vào bờ, anh ấy không vội đi tiếp, mà tìm một nơi gần đó để nghỉ ngơi. Thời gian đã đến ngày thứ tư, trước khi bắt đầu thử thách trong rừng rậm, có nước ngọt mới là thứ quan trọng nhất. Không có bình đựng nước, anh ấy ống tre để thay thế, đổ đầy bình nước rồi đạp ga thẳng tiến vào rừng rậm. Đường bên trong gồ ghề và gập ghềnh, cộng với đói bụng nên đi bộ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đang đi bỗng nhiên Ad bị trượt chân, anh toát mồ hôi lạnh ngay tại chỗ. Một quả mìn từ thế kỷ trước nằm cách anh chỉ 1 mét. Nếu như anh không xem trước môi trường địa lý ở Lào, anh ấy sẽ không tin là có thật và nhận ra rằng nơi này không thích hợp để ở lại lâu dài. Nên anh thu dọn hành lý và tiếp tục về đích. Chẳng mấy chốc nước ngọt mang theo đã bị uống cạn, lại cảm thấy khát, anh cố gắng đi lên đỉnh núi nhìn qua một lượt, nhìn chằm chằm vào khu rừng đẹp như tranh vẽ, không có thời gian để ngắm cảnh. Không muốn bị mất nước nên anh vội xuống thung lũng để tìm nước ngọt, không hổ danh là người may mắn. Một giây trước khi hết đạn dược anh lại gặp được cơ duyên lớn, một con suối trong vắt đã bị anh ấy phát hiện. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, trước tiên uống ngay cho đỡ khát, nhân tiện làm mát luôn cái trán sáng bóng. Đồng thời, nguồn tài nguyên ở đây vô cùng phong phú, anh ấy thu thập tất cả những gì ăn được gần đó giống như đi mua ở chợ rau, có thể giúp anh ấy bổ sung rất nhiều năng lượng. Đến ngày thứ 5 của thử thách, Ad tiếp tục đi dọc theo con lạch, hy vọng tìm được lối tắt để sang bờ bên kia. Đến ngày thứ 7, lại một lần nữa anh bị chặn lại bởi một bức tường đá khổng lồ.
Ngay khi anh đang băn khoăn không biết có nên đi đường vòng hay không, liền nhìn thấy dòng suối chảy vào một cái động lớn. Đây có thể là lối tắt duy nhất để hoàn thành thử thách, nhưng nếu tiến vào hấp tấp, anh ấy có thể không bao giờ quay trở lại. Vì vậy trước khi đi vào, anh ấy làm một ngọn đuốc. Cách hang động 300m có một cái cây khộp rất to. Đây chính là nguồn nhiên liệu tốt ở nơi hoang dã. Anh dùng đá để đục lấy vỏ cây, sau đó đốt một ngọn lửa và nhét củi khô vào bên trong. Hàm lượng dầu lỏng bên trong cây khộp rất nhiều. Người dân địa phương thường dùng để thắp sáng và sơn quét các đồ dùng sẽ rất bền. Đến ngày thứ 8, sáng sớm anh đến nhặt lấy nhựa, làm việc chăm chỉ cũng được đền đáp, chất đầy một ống tre, lấy củi khô và nghiền nát ra, sau đó trộn hoàn toàn với nhựa cây, rồi bọc chặt bên ngoài bằng lá xanh, sau đó thắp đuốc lên, một mình tiến về phía hang động tối tăm. Nỗi kinh hoàng bên trong dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Bây giờ điều đáng lo ngại hơn nữa là ngọn đuốc bỗng vụt tắt giữa chừng, và với sự trợ giúp của ánh sáng máy ảnh, anh đã giữ được tầm nhìn của mình trong vòng 1 mét và tiến về phía trước một cách chậm rãi. Chẳng mấy chốc tiếng cười của anh lại vang lên, quay máy sang, lối ra đã cách đó không xa. Một bầu trời sáng tỏ và trong xanh mở ra trước mắt. Đi thêm 2 bước trước mắt là một tòa nhà hiện đại. Anh đã tìm thấy một xã hội văn minh và đã xuất sắc hoàn thành thử thách.